Hôm nay trời trong xanh khá là đẹp và Mít đang háo hức đi đến một ngôi chùa rất là đẹp nằm trên đường Nguyễn Xiển của thành phố Hồ Chí Minh đó mấy bạn. Đó mấy bạn có thấy đằng xa kia là nóc tháp chùa mấy bạn, nhìn rất là cao lớn luôn nha. Thường á thì tháng giêng bà con mình á sẽ đi viếng chùa để cầu sức khỏe và bình an cho bản thân cũng như là cho gia đình. Mà năm nay á có dịch corona cho nên mình cũng không biết á là lượng người đến tham quan và viếng chùa có giảm đi không nữa. Mình vừa tới nơi và gửi xe xong mấy bạn. Năm nay tuy có dịch á nhưng mà mình thấy ở ngay sân chùa cũng có rất là nhiều xe, rất là đông luôn. Bật mí với các bạn á, nếu mấy bạn gửi xe ở ngoài á thì sẽ là 10.000 một chiếc, và nếu mấy bạn chịu khó đi vô phía trong á, phía bên phải nha mấy bạn, là chỗ dành cho gửi xe dành cho xe Honda mấy bạn thì sẽ là miễn phí. Cái ở trong chùa thì sẽ gửi miễn phí, còn ở ngoài á thì giá sẽ là 10.000 một chiếc. Đây mấy bạn có thấy không, rất là đông người luôn nè. Xe hơi nè, xe Honda rất là nhiều luôn. Bước lên phía trên đó, mình thấy có một tòa nhà được xây dựng theo cấu trúc hệ mái trùng thiểm điệp ốc, có nghĩa là hai cái mái nó song song và ốp lên một cái mặt bằng hình chữ nhật lớn á. Thì đây là một trong những đặc điểm công trình kiến trúc của thời nhà Nguyễn đó mấy bạn, và được các sư thầy đưa vào xây dựng tại chùa này nè. Bên trong được trồng rất là nhiều cây, rất là mát mẻ luôn. Chùa được xây dựng theo kiến trúc của văn hóa Phật giáo cổ đại và liên tục được trùng tu cho đến ngày hôm nay. Thì chùa gồm có khu chánh điện, khu tăng xá, khu trai đường, khánh đường, tổ đường, thiền thất của chư tăng chư ni, và ngoài ra còn có một động khổ hạnh tưởng niệm 6 năm Bồ Tát Tất Đạt Đa. Nói chung là các bạn phải dành rất nhiều thời gian mới có thể tham quan được hết. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của Mít Phong Tăng và mình là Mít. Các bạn ơi, hiện tại Mít đang ở đường Nguyễn Xiển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Mít mời các bạn cùng tham quan một ngôi chùa được mệnh danh là một trong 10 ngôi chùa đẹp nhất thế giới, được một tạp chí, mình không nhớ tên tạp chí đó là gì hết, nhưng mà mình có xem được thông tin là một trong 10 ngôi chùa đẹp nhất thế giới và được thế giới công nhận vào năm 2019 đó các bạn. Thì giờ mình mời các bạn cùng vào trong ngôi chùa này tham quan nha. Nè, đi thôi. Đây là chùa Bổ Long, hay còn được bà con nhắc đến với cái tên là chùa Thái Lan, vì công trình kiến trúc của chùa rất là giống những ngôi chùa ở bên Thái Lan. Điều đặc biệt ở ngôi chùa này là không hề thắp nhang khói, cho nên bà con đến đây chỉ để tham quan cầu nguyện chứ không có thắp nhang và dâng đồ cúng giống như những cái ngôi chùa khác. Khi chúng ta đến viếng chùa thì để giữ thanh tịnh trang nghiêm cho chùa thì chúng ta phải đi đứng nhẹ nhàng, nói khẽ và trang phục phải lịch sự. Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế thì Phật giáo vốn là một thể thống nhất và không có sự phân chia các phái, và đến khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn thì các đệ tử của Phật mới có những cái mâu thuẫn và đã chia ra thành hai phái, đó là phái Nam Tông và phái Bắc Tông. Thì chùa Bổ Long ở đây theo phái Nam Tông. Đây là khu chánh điện của chùa, phía giữa thờ Phật Thích Ca. Các bạn thấy không, rất là rộng lớn luôn. Phía bên đây còn trang trí những cái khối gỗ mà được chạm trổ, những cái chi tiết rất là tinh xảo luôn mấy bạn. Hình chim nè, hình phượng nè. Phía bên đây là một cái ghế được chạm khắc rất là tinh xảo luôn. Giờ mình đi ra khu hành lang để tìm đường đi lên phía trên tầng trên để tham quan tiếp nha các bạn. Các bạn thấy khu hành lang không? Rất là sáng sủa và sạch sẽ luôn nè mấy bạn. Thì phía này có thang máy và thang bộ nữa, và mình quyết định sẽ chọn thang bộ để đi lên trên để tiết kiệm điện nè mấy bạn. 1, 2, 3, 4, 5. La 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 la. Cuối cùng thì tôi cũng đã leo được đến nơi. Phía bên đây sẽ có những cái bậc thang để đi lên trên tiếp, và có thang máy nữa mấy bạn, nó đã bị chặn rồi. Hành lang này rất là thoáng mát luôn, cửa sổ rất là to, và trên những cái hành lang này có bố trí những cái máy lạnh này mấy bạn, được bật ra rất là mát. Hồi nãy mình đứng ở phía dưới này mấy bạn, trời ơi đẹp quá, thật là rộng. Các bạn có thể nhìn trên đây, nhìn xuống nè. Đó, phía giữa thì
thì thờ Phật Thích Ca, hai bên có hai con rồng. Và xung quanh này rất là rộng luôn. Trên cái lan can trang trí những chi tiết mô phỏng nền văn hóa trống đồng của Việt Nam, rất là đẹp luôn. Mọi người đang tập trung ở phía trước rất là nhiều luôn. Mình cũng đi ra đó xem. Đây là tượng Phật theo phái Nam Tông. Phái Nam Tông á, có nghĩa đại khái á, là sẽ tu khổ hạnh. Các sư thầy á, sẽ cầm bình bát và sẽ đi khất thực. Thì đến đâu á, bà con mình cúng cái gì á, sẽ bỏ vào trong cái bình bát. Và các sư thầy á, sẽ dùng những cái đồ cúng đó, không phân biệt á, là đồ chay hay đồ mặn, trụ hay là nước. Chỉ cần á, là các sư thầy tịnh tâm và tu. Thì khu chính điện này là tòa bảo tháp gồm có 3 tầng chính và bây giờ mình đang bước lên tầng thứ nhất. Wow, thật sự là rất là đẹp luôn mấy bạn, mình không thể ngờ được chùa rất là đẹp luôn. Mấy bạn nhìn xem nè, những cái hoa văn chi tiết rất là tỉ mỉ. Ở phía trên nó sẽ có một cái chuông gió, trời ơi đẹp quá, rất là cao luôn. Cái này các bạn thấy không, những cái đường mà chạy những cái hoa văn chi tiết nè, rất là đẹp. Phía này sẽ có một cái cầu thang để đi lên. Ôi mình nghe tiếng chuông, ở đây có một cái chuông nè mấy bạn. Cái chuông này ở chùa thì được gọi tên là phong linh. Những cái chuông phát ra những cái âm vang như vậy nè mấy bạn, thì giá trị của nó rất là mắc luôn, lên tới 100-200 triệu một cái chuông này mấy bạn. Nó được làm từ những cái hợp kim. Thì phong linh này nè, được treo thường ở hướng Tây nè, hướng Tây Bắc và hướng Bắc, là những nơi có nhiều gió. Thì càng nhiều gió thì càng tốt, thì gió nó thổi á, sẽ cái phong linh này sẽ phát ra những cái âm thanh và có tác dụng là xua đuổi những cái tà khí, rất là tốt. Chuông gió ở chùa còn được gọi tên là phong linh. Thì theo dân gian á, đây là một cái vật để trừ ma quỷ và trừ tà mấy bạn. Trong chánh điện này thờ Đức Phật và các vị A-la-hán, và điểm đặc biệt nhất của chánh điện này á, là tháp
chứa những cái viên ngọc xá lợi của những các vị cao tăng. Thì một trong những cái lý giải cho cái hình thành cái xá lợi này các bạn là do thói quen ăn uống những cái thực phẩm chay hàng ngày, và trong một cái thời gian dài á thì sẽ tạo thành những chất xơ và chất khoáng. Thì quá trình hấp thụ và tiêu hóa những cái thực phẩm chay này nè, và khi cơ thể của cái người này á mất đi thì những cái bộ phận đó nó sẽ hình thành cái viên xá lợi. Mình đang ở khu chánh điện, thì khu chánh điện là khu bảo tháp chính và có 4 tòa tháp nhỏ ở xung quanh bảo tháp. Thì bảo tháp này có tên gọi là Gautama Setaya, có chiều cao là 70m và chiều rộng là khoảng 2000m, có sức chứa lên đến 2000 người cùng vào tham quan cùng một lúc với mấy bạn. Thì đây là một trong những cái tòa bảo tháp lớn nhất Việt Nam. Cả khuôn viên chùa được xây dựng theo thiết kế của trụ trì Thích Viên Minh. Chùa được thành lập từ năm 1942, nằm trên một ngọn đồi ở phía tây sông Đồng Nai và được bao bọc bởi rừng cây xanh mát quanh năm. Chịu ảnh hưởng từ kiến trúc của nền văn hóa cổ đại đến từ Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan. Máy bay rất là to, mà nãy giờ mình đi vòng vòng thấy đó là cái đường máy bay đi ngang qua chùa nè. Bây giờ có khoảng mười mấy hai chục chiếc rồi đi ngang qua chùa đó bạn. Buổi chiều lên đây tham quan rất là mát luôn mấy bạn. Bạn nhìn tóc mình gió thổi, gió thổi rất là lớn luôn mấy bạn. Đây là một trong 4 cái tòa tháp nằm xung quanh cái bảo tháp. Và phía bên này là ở trên bảo tháp thì có treo thêm 1, 2, 3, hình như là 3 cái chuông gió nữa đó bạn. Phía trên đây là đỉnh của bảo tháp, thì trên đỉnh bảo tháp sẽ có màu vàng. Và trên đỉnh bảo tháp này có những cái hoa văn rất là đẹp luôn. Trên đỉnh cao nhất của tòa tháp hình như là hình một cái bông hoa. Tuy là đang dịch nhưng mà mọi người đến chiêm bái thì rất là đông, mà mình thấy số người mà đeo khẩu trang cũng rất là ít luôn. Các bạn nhìn thấy không, những cái hoa văn được chạm khắc rất là tinh tế và tỉ mỉ, thì chắc là chùa này được xây dựng rất là công phu và rất là lâu, tốn thời gian rất là lâu luôn mấy bạn. Ở phía trên thì có đúc những cái con rồng nè. Rất là mát luôn. Đây là một trong những cái nơi cao nhất. Đứng dậy đi. Rất là đông người. Đứng dậy hay cầm được không được? Rất là đông người luôn các bạn. Chỗ này vẫn chưa được đặt những cái tượng Phật, mà mình nghĩ là sau này á thì những cái tượng Phật sẽ được đặt vào đây. Cái tấm phù điêu này tượng Phật nằm nè, mấy bạn nhìn thấy không? Đó, tượng Phật Thích Ca nằm mấy bạn. Phía trên đây là có chuông gió. Đó. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới để tham quan tiếp. Chùa rất là rộng nên các bạn muốn đi tham quan hết thì tốn rất nhiều thời gian. Chỗ này có một cái hoa văn, nó kiểu như là bánh xe luân hồi đó mấy bạn, ở trong nhà Phật. Và những cái này mấy bạn xem phim Thái Lan mấy bạn cũng thấy những cái tháp này nè, rất là nhiều. Đây, con rồng. Và cái tháp này nè. Đây cũng là một trong 4 cái tòa tháp nằm xung quanh cái bảo tháp nè. Đó. Bây giờ cái chóp mà bảo tháp nhìn ở đây, nhìn lên chỉ còn một cái chấm bé xíu thôi. Các bạn đến tham quan lưu ý thì thời gian mở cửa của chùa là từ sáng tới 11 giờ và từ 14 giờ cho đến chiều khoảng chừng 5 giờ. Mình đi qua cho chụp hình. Đến chiều khoảng 5 giờ thì sẽ không được lên trên bảo tháp nha các bạn. Cảnh ở chùa rất là đẹp nên mấy bạn mà muốn chụp hình á, đến đây chụp
góc nào cũng rất là đẹp luôn. Chỗ này có cái tượng sư tử làm từ đá trắng nè mấy bạn, nhìn rất là oai phong. Đây, những cái tháp này nè, mình mà đi Thái Lan thì mình sẽ thấy rất là nhiều luôn. Ngoài cái bảo tháp ra, các bạn có thể đi xung quanh. Đó, mọi người đang đi xung quanh tham quan nè. Là thờ Đức Phật nghìn tay nghìn mắt. Những cái đèn ở chùa cũng rất là đẹp. Nhìn như là một lâu đài uy nga vậy đó. Phía này là phía dưới sẽ có 1, 2, 3, 4, 4 cái đèn trụ trời nè. Chỗ này có một cái lọng và mình thấy mọi người cắm nhang như đây. Chùa tuy là không có thắp nhang khói nhưng mà mình thấy chỗ này thì cũng có thắp một ít, rất là ít so với những cái chùa khác nha bạn. Phía này là phía ngoài có một cái hồ bán nguyệt. Nước ở đây thì có màu xanh. Nước có màu xanh là do lâu rồi thì ở dưới nó sẽ tụ lại thành đông nên nó có màu xanh. Và cái gạch ở dưới á, cũng được lót màu xanh cho nên nó phản lên là sẽ thấy màu xanh rất là đẹp luôn mấy bạn. Không có nuôi cá gì ở trong hồ này hết trơn á. Bây giờ thì cũng chiều rồi, mọi người đang chuẩn bị ra về rồi mấy bạn. Cái này phun nước nó lại tiếp tục phun nước, thì nó phun khoảng từ 3 tới 5 phút thì nó sẽ tắt một lần, sau đó nó sẽ phun lại. Mấy bạn nhìn thấy máy bay không? Đây là cái đường mà máy bay bay ngang qua. Nãy giờ rất là nhiều lần máy bay bay ngang qua rồi. Nhìn rất là đẹp nè mấy bạn. Sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này. Các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh Mất Tung Tăng để ủng hộ mình trong thời gian tới nha. Bởi vì hai bên đường á, người ta bán rất nhiều trà sữa đến từ những cái thương hiệu nổi tiếng trên thế giới mấy bạn. Hôm nay á, mình muốn thử một cái món mà được giới trẻ yêu thích thời gian gần đây, đó là món sữa tươi chân trâu đường đen. Và cái quán hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn á, bán món này á, là một trong những cái quán bán ngon nhất nhì của thành phố Biên Hòa.
đông quá mấy bạn, cho nên á mình đã chạy lên một tí. Mình sẽ quậy đều lên. Chân trâu ở đây á thì nó khá là mềm mấy bạn, nhưng mà vị chân trâu ở đây á thì nó có vẻ là nó ngọt nhiều á. Mình thì thấy mình không thích cái vị ngọt nhiều, cái vị ngọt nhiều á nó làm mình ngán, với lại nếu mà uống ngọt nhiều á thì nó làm cho mình mập. Còn cái sữa trong đây á chỉ là sữa hình như là long hành hay cái gì các bạn, hồi nãy mình thấy cái hộp nhưng mà mình không thấy rõ là thương hiệu gì hết, giờ chế vô sau đó có chân trâu đường đen gì thôi. Giá cũng khá là rẻ luôn các bạn, chỉ có 19.000 một ly thôi. Mình thấy mọi người á khen á đây là trà sữa tươi chân trâu đường đen ngon nhất Biên Hòa, nhưng thật sự á theo mình á thì mình không thích lắm, tại vì nó cứ lạt lạt nằm, không có béo đậm vị. Rồi cái chân trâu thì cũng hơi ngọt, nó chỉ mềm thôi nhưng mà nó hơi ngọt vậy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục uống hết ly trà sữa của mình. Rồi hôm nay mình cũng đi khá là nhiều luôn, cho nên bây giờ cũng khá mệt, cho nên mình uống xong mình sẽ quay trở về nhà. Các bạn nào chưa subscribe thì subscribe kênh Mất Công Tăng, ủng hộ mình nhớ like, share, ủng hộ mình trong thời gian tới nha mấy bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.